Bố đi cắm nhá. Thật đấy. Xin kính chào quý vị. Nay em nên cắm nước quý vị. Trường ơi, chú cắm ít nước nhá. Đấy là chỉ ra. Vâng nhá. Vâng, em quay tí lặt vặt. Chú cắm ít nước nhá. Con đang trồng ấy à, trồng cây à? Dạ. Đang trồng cây à? Vâng. Ừ. Ngồi rỗi rãi trồng cây tí cho nó. Kính chào quý vị các bạn. Bà con này em cắm nước. Cắm nước để ăn. Chị ấy à, chị bóc lạc à? Chị đó. À ra. Đấy, ông đi qua đấy là ông Áo cùng bản em đi làm về Đồng Liên đúng không các bạn? Anh nhá, em làm tí lặt vặt anh ạ. Vâng. Vâng, đang có việc tí ấy ạ. Vâng. Lặt vặt tí. Đấy, chả dù. Đấy, bí biết. Chả dù ổn chứ. Ổn thế là ổn rồi. Bí thiệp à? Vâng, em đang nằm lặt vặt tí ạ.
nhà. Đấy, sợ lắm bạn. Đấy bà con ạ. Đừng nói đang tôi đang quay với bà. Ảnh hưởng công việc tôi với bà. Lấy được nước chưa? Lấy rồi, cắm rồi, bảo con Thành cả. Thành bạn nhớ để bố đầu đưa sang. Bạn này anh đạt đã lên cả thế giới rồi, anh đạt đây này. Đang quay anh đạt lên cả thế giới. Rồi quay chứ. Anh đạt cắt sắt cái chết. Vợ cháu lại biết mất. Vợ lại mở mạng mà quái nạn cho chồng mình bây giờ lại đi cắt sắt cái này. Quay lên mạng cái này. Thành lấy trước rồi. Thành ơi, nước về rồi đấy, lấy trước đi. 50 đấy Thành ạ. 50 thì trứng trên này là 50, nhưng trứng mình gọi nước về cả con. Bà con ạ, chó nhà em nó đi bẩm sinh rồi con ạ. Đấy, nó cũng nghịch. Ngoan lắm bà con. Khỏe bẩm sinh bà con. Đấy là anh Đạt ở trong xã cắt sắt bà con. Cắt sắt để làm công trình. Cái kéo này nó hay lắm bà con ạ. Nó không sợ bắn vào các cái mặt sắt và mặt. Nên là cắt nó rất là hiệu quả. Cái quần dây ở trên ghế không được ạ? Tối nay lại gặp lên hình như thế, con cháu nó ngắt không biết. Đã cưới xong chưa?
buộc vào xong ông định lấy cân cân đi cháu. Nếu mà cân ở trong kia thì đặt vào cân luôn chứ. Hai đứa lẫn nhau được. Cứ cân chắc khoảng con người mua cám thì phải bê nhỉ. Đúng rồi. Chết hẳn 4.000 đi.